mà mới không có quen đó. Cái tôi niệm Phật 7 năm rồi, rồi cái bắt đầu xong. Một hôm đó tôi ngủ đêm sáng ngày cái mắt tôi mở lên tôi mừng húm vậy. Mà trong khi tôi đi nhà thầy là nó con mắt mở. Là tôi đi lễ con mắt mở. Đặc biệt là qua nhà thầy mở. Chứ là nó không có nhắm mà bao nhiêu lần luôn. Mà đi về nhà thì nó nhắm hết lại lại. Ờ đâu hỏi quệ đang tí nó coi. Mỗi lần đi qua chùa thầy mở bình thường từ tháng thì luôn. Mà về nhà nhắm lại. Mấy lần một lần hay ba. Nghiệp quả rõ ràng. Rõ ràng tôi nói gì đi nghiệp rồi. Chính xác luôn rồi. Dạ. Rồi cái tôi lần đầu tôi niệm Phật. Ngồi đặc biệt qua chùa thầy nào mở đó. Phải có duyên không quý vị? Niệm riết rồi sao mà mở lần nào tôi không có hay gì chứ. Vậy có một tí quệ kìa. Hỏi phải không? Mỗi lần bà năm mà đi qua chùa thầy phải mắt mà mở thường không? Cái đó mà lạ đó. Qua bệnh ăn mừng trôi rồi bà năm hết bệnh rồi, hết bệnh rồi. Mắt mở được rồi. Về nhà trở lại chụp ra liền. Mấy lần luôn, mỗi lần đi lễ qua bên chùa thầy là mở bình thường. Đi từ chùa thầy tới tổ đình mở bình thường. Mà lạ luôn, lùng cái về tới đây rồi bắt đầu trở lại nhắm nữa. Nghiệp quá. Rõ ràng nó báo cho biết là cái nghiệp đó đang nó báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Kính thưa quý vị trên cộng đồng mạng xa gần ở trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, hôm nay thì tất cả anh em chúng tôi đến gia đình anh chị Nam Đồ, tại vì một gia đình chân tu có nhiều cái chuyện thành đạo nó màu nhiệm, cho nên vì vậy tới đây quay để tạo điều kiện cho bà con xa gần lấy đó để học hỏi kinh nghiệm những cái gì hay mình làm theo. Hôm nay theo được biết, từ biết anh chị tới giờ thì nói chung sống bằng cái nghề là nói chung là bán vật tư nông nghiệp. Vì vậy mà 20-30 năm gần đây anh mới giao lại cho con cái trong nhà. Thì hôm nay mỗi lần tôi xuống đây là gặp chị Năm luôn luôn lúc nào cũng nằm giống em Du, giống như là cái cuốc củi. Mới hỏi chị thì chị nói là chị lo niệm Phật. Cho nên nãy giờ tâm sự thì anh em đi về rồi, nhưng mà qua sáu môn đi bận công chuyện, vậy quay lại để quay tiếp cái chuyện Phật pháp nhiệm hồ của chị. Như vậy thì theo tôi thiết nghĩ rằng đó là hai anh chị bán thuốc sâu mấy chục năm, mình tin chắc rằng bao nhiêu loại sâu gầy chết mà do cái bàn tay mình bán thuốc để cho mấy người nông dân ta xịt, thì trong đó mình cũng cộng nghiệp chung. Cho nên vì vậy mà nãy giờ nghe kể thì chị bệnh con mắt là nói chung là bác sĩ đều chạy hết. Là như vậy thì chị kể là chị bệnh vào năm nào, rồi đi lên Sài Gòn bác sĩ nào, rồi là tới nhà thương nào, bệnh viện nào, rồi nó chạy như thế nào, rồi chị về niệm Phật bao lâu mà chị hết bệnh con mắt. Chị kính mời chị Năm. Dạ, tôi là Nguyễn Thị Bé Hai, hôm nay là 84 tuổi. Em kể chị nói tôi là tôi tự nhiên tôi ngủ tôi nằm bao tôi thấy là cách đó là chị mà là thấy hai con mắt tôi mù hết. Cái tôi mới giật mình với chị, tôi nói sao mà tôi ăn chay cũng lâu mà ăn chay hôm nay nó được cũng hai mươi mấy năm mà sao tôi làm hiền làm lành tôi không có làm gì ác đức mà sao hai mắt tôi mù. Cái tôi ngủ mà tôi nằm bao tôi tưởng là thiệt, bị tôi thấy nó rõ ràng nữa tôi tưởng là thiệt. Rồi cái tôi giật mình với chị, cái tôi mắt ra sáng trưng không có mù, cái tôi mừng quá, cái tôi niệm Phật. Tôi niệm Phật cái cách cái chuyện tháng sau đầu hai mắt tôi tự nhiên cái tôi nhớ một đêm sáng ngày cái hai mắt cũng nhắm hết à, mở không được. Rồi cái tôi quảng hồn rồi cái tôi mới dở lên lấy hai cái tay dở hai con mắt đi qua lộ, rồi trong nhà ăn uống gì tôi cũng ăn gấp cái gì ăn bất kỳ tôi cũng lấy đi. Cái tay tôi dở con mắt lên tôi mới ra cái đường tôi gấp tôi ăn là như vậy không là hết 2 năm. Cái tôi mới niệm Phật, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi niệm vậy thôi, tại tôi dốt tôi không có biết một chữ nữa. Tại hồi đó cha tôi chết mới có 42 tuổi rồi tôi thứ hai, rồi mẹ tôi mất giữ em cho mẹ tôi là đi bằng nuôi mấy chị em tôi, cho nên là tôi không có đi học, rồi tôi không có biết cái gì chân, tôi chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tại vì tôi tin Phật là tôi niệm Phật vậy thôi à, mà tôi cũng không có biết giá cái gì nữa. Cái sao mà tôi niệm suốt được 7 năm, tại vì con gái tôi chết nữa rồi tôi niệm suốt 7 năm luôn.
7 năm cái sau kinh nghiệm như vậy, cái con mà chỉ mới là nhắc có 2 năm thôi nha, nhưng mà kinh nghiệm trước đó là 7 năm. Cái bắt đầu là con mắt tôi nó mở, tự nhiên nó mở, mà tôi đi điện biên phủ là 7 lần, đi xuống Cần Thơ một lần nó là 8 lần, đi lên Long Xuyên một lần nó là 9 lần. Mà con bác sĩ nào cũng nói như nhau, nói là con mắt của bà nó quá nặng đi. Rồi đi cắt con mắt cũng không, bác sĩ cũng chạy, rồi đi treo bác sĩ cũng chạy luôn. Rồi tôi về tôi có nước là tôi nói thôi cái nước gì chắc mình vậy chắc mình mang tật suốt đời, chứ mình có chết luôn chứ biết sao giờ, đi bác sĩ nào cũng chạy hết. Rồi con dâu tôi nói thôi má để con đi treo cho má nghe, để thấy mắt mày má gì má ăn uống khó khăn tội quá hả, để con đi treo cho má. Rồi tôi nói thôi con ơi bác sĩ chạy hết rồi, đi treo bác sĩ nói là bụi nó vô con mắt nó sốn khó chịu lắm, thôi vậy là tôi cũng có đi. Tôi chỉ ở nhà tôi niệm nằm hoài như chú ba nói hồi nãy, nằm trên võng là nằm hoài tôi niệm Phật thôi, bị tôi thấy đi là không được, đi đâu rồi nó giúp nó té tới đó à, không thấy đường, tại là mới không có quen đó. Cái tôi niệm Phật 7 năm rồi cái bắt đầu xong, một hôm đó tôi ngủ đêm sáng ngày cái mắt tôi nó mở lên tôi mừng húp vậy, mà trong khi tôi đi nhà thầy là nó con mắt mở, là tôi đi lễ con mắt mở, đặc biệt là qua nhà thầy mở chứ là nó không có nhắm mà bao nhiêu lần luôn, mà đi về nhà thì nó nhắm hết lại lại đâu hỏi quệ đang tí nó coi mỗi lần đi quanh chùa thầy mở bình thường từ tháng thì luôn, mà về nhà nhắm lại mấy lần, một lần hay ba nghiệp quả rồi, rõ ràng tôi nói gì đi nghiệp rồi, chính xác luôn rồi. Dạ rồi cái tôi đầu tôi niệm Phật ngồi đặc biệt qua chùa thầy nào mở đó phải có duyên không quý vị, niệm riết rồi sao mà mở hồi nào tôi không có hay gì chứ. Vậy có một tí quệ kìa, hỏi phải không mỗi lần bà năm mà đi qua chùa thầy phải mắt mà mở thường không, có đó mà lạ đó. Qua bệnh an mừng trôi rồi, đám hết bệnh rồi, hết bệnh rồi, mắt mở được rồi, về dạ. Nhà chở là chụp ra liền dạ. Mấy lần luôn, mỗi lần đi lễ qua bên chùa thầy là mở bình thường, đi từ chùa thầy tới tổ đình mở bình thường dạ. Mà lạ luôn, cái về tới đây rồi bắt đầu trở lại nhắm nữa, nghiệp quá rõ ràng nó báo cho biết là cái nghiệp đó đậm lắm, đó là thực tế đó, quá thực tế đâu. Rồi chị nằm bao tiếp tục sao? Rồi tôi nằm trên bao là tôi nằm bệnh viện ớt thì ớt, tôi nằm được là 3 ngày. Cái tôi thấy hai cái ông đó là một ông thì bận áo trắng, một ông thì bận áo màu xanh mực. Rồi cái đầu thì hớt bình thường thôi, mà bận là quần đó là quần đen, hai người bận quần đen hết. Cái đi lại cái tôi nghe cái tiếng nói đó, hai ông đi đâu ạ? À? Mà tôi không có thấy người nha, tôi nghe cái tiếng cái giếng cái gì đó. Cái ông nó nói là đi bắt Nguyễn Thị bé Hai. Cái tôi mới quảng hồn, tôi chốt núp vô cánh cửa, bởi vì ông đi tới bắt tử quá đi, tôi chốt không kịp. Tôi có cái cánh cửa nó khép vô, tôi chốt đó, cái hai ông lục lạ hoài không có. Lục một buổi trời, lục dữ lắm, lâu khoảng chừng nửa tiếng theo cái độ vậy đó. Cái hai ông nói thôi kiếp hoài không gặp bả thôi, bây giờ là đi. Rồi một hồi nó trở lại mà nói vậy chứ không có trở lại đi luôn. Cách tôi nằm bao cách đây là cũng khoảng chừng 2 tháng hoặc 3 tháng gì ạ, chứ cũng không có lâu. Còn trước đó là tôi nằm bao là tôi thấy cũng quỷ như thường bắt nữa, là trước đó là cách đây khoảng chừng 1 năm là hai cái ông là đổ cái nón y gan như thế, mà mấy cái người mà cảnh sát biển gì đó, áo trắng, hai người hai bận hai áo trắng mà đổ y gan cảnh sát biển, bận quần thì y gan cảnh sát biển. Cái thấy tôi đưa vui vui tôi mừng ở trong nhà, cái đi vô cái tôi nói hai chú đi đâu hả chú, có đi bà nào thấy Nguyễn Thị bé Hai không, tôi nói dạ tôi phải. Hai chú hỏi tôi chi dạ, nói người ta sai tôi đi bắt bà chứ làm chi. Cái tôi nói chàng ơi, tôi tưởng đâu là bắt tôi bỏ tù không, mà tôi không có biết nữa, tôi tưởng đâu tôi không có nằm bao, tưởng đâu thiệt. Cái tôi nói chàng ơi, tôi đâu có làm gì tội lỗi đâu mà hai chú bắt tôi mà chối mà cầm tôi lại bỏ tù. Cái nói tôi không biết đó bà ơi, người ta kêu tôi bắt bà thì tôi đi bắt bà chứ tôi không có biết cái vụ đó yeah. Cái tôi mới nói là vậy thôi cái mình tôi hôi quá còn hôi tôi hôi gừng tôi thử hai bên cái mình tôi nói hôi quá hôi rồi chú ơi, giờ chú ở đây chú đợi đi nha, tôi đi tắm một chút rồi tôi hả ra chú bắt tôi không có muộn yeah. cái nói thôi bà đi tắm thì đi cái tôi nói gạt vậy chứ tôi chạy ra tuốt mùa hè, tôi chạy tuốt trên bể của tôi chỉnh tôi trốn chảnh. Hai cái ông nó đợi hoài, đâu quỷ đợi không được, mà cái vía nói thôi mày ơi, tao mày vô chổng còn bắt 4-5 người nữa rồi đi ra bắt bả cũng không có muộn. Cái hai chú nó bỏ đi, chèn thẹt cơ tôi mừng hết biết rồi. Cái bắt đầu sau này tôi cũng nằm bao gặp chị, nhưng mà cái người nó khác hơn cái người đó. Rồi là tôi niệm Phật hoài, biết làm như là niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp với tôi thả cá. Với lại tôi cho gạo mà tôi bị gì là tôi
già tôi cũng không có tiền nhiều, tôi cũng mỗi lần tôi thả một ít gì đó, tôi cho gạo cũng lần ít ít theo cái khả năng của tôi. Rồi cái tôi với cái út tôi đó là đi đi mua con chăn, cái út tôi nó thấy ông nó cục cái tay như gì nè, còn bà mẹ thì 80 tuổi gì thôi, một người chị gái mà nằm đó thì nằm không có mắt bút ăn đi đá thì yếu cũng nằm chỗ. Cái út thị bà ổng bán, ổng thấy nó thấy nuôi con chăn ở trong cái lồng đó. Nói là con chăn đó là út thị hỏi ông bán không, ông mua giùm cho. Cái ổng mới bán cái út tôi hỏi là ông bán bao nhiêu, cái nó nói là bán là hai triệu rưỡi. Cái út tôi nói vậy thôi tôi cho chú thêm 3 triệu. Cái bắt đầu bắt con chăn về, cái mượn cái ông đồng đạo lên núi gì đó núi thả trên nó đâu nhá, trên đồng đạo kiếm xuống đồng đạo rừng lên núi và đổi thả lên trển. Cái bắt đầu là thì thả rồi thôi, mình cũng đâu có nghĩ gì đâu. Cái tới cháu ngoại tôi nó có 5 tuổi mà con cái nhỏ, đứa mà chết đó trong nó lâu lâu tới chủ nhật nó cha nó cho ra đây thăm lần, rồi đêm có nằm ngủ thức dậy bắt đầu nó báo mộng chết hả, nó kêu đó. Dạ nhỏ chết đó, nhỏ chết đó, lâu lâu báo mộng ra bị mộng sao chết thế, tai nạn xe đó rồi đó, bị xe đụng chết nhỏ tu đó. Dạ tôi không làm khó dễ đó. Rồi cái bắt đầu là hãy lâu lâu báo mộng, lâu mộng nha, nó ngộ một điều đó, nó mộng toàn lòng lành không. Cái nói nói là ông ngoại bị, tại vì tôi sợ ông tôi là lúc đó là vàng có 2 triệu rưỡi một chỉ hà, mà cho 3 triệu thì tôi sợ ông tôi mới la đi. Hai mẹ con có hai mẹ con biết không, không có ai biết, một người thứ hai nữa. Cái nói hồi gì giấu nhậu khỉ đi gì nói cha con ông nghe, ông gầy chết mẹ con mình giấu tuốt luôn nghe, con đừng có kể nghe, giấu mà im ru đâu. Cách qua chừng 3 ngày sau cái thằng cháu ngoại tôi nó ra ra ngủ nó báo mộng đó. Kêu đó ra cái nói là ông ngoại mẹ con báo mộng nói hồi đêm hôm là út thị với bà ngoại thả con chăn ở trên núi á, bây giờ con chăn nó về nó báo với mẹ con là nói là mang ơn út thị với bà ngoại dữ lắm, thả trên núi là nó tu được. Cái giật mình 12 kg á, con chăn mà thả đây nó kể luôn 12 kg. Phải mà nói mà con rắn cũng chật lắm, mà phải nói cái số ký cũng chật luôn, là con chăn 12 kg. Bà nói ông ngoại út thị thả con chăn 12 kg trên núi, bây giờ mẹ nó nói báo mộng với mẹ con, nói với mẹ con là út thị mang ơn, cần phải nói con rắn cũng chật mà nói cái số ký ít cũng chật luôn. Nó chính xác, rắn ở đâu con rắn mang ơn út thị nữa. Yeah. Kể tới gì nữa đó lớn vậy. Chúng luôn giật mình luôn, bởi vì tôi đây mà ai nói nó biết nhiệm màu dữ lắm luôn. Giấu mà không ai biết hết trơn á. Dạ vậy đó, đặc biệt ha, nhiều vụ lắm. Như cái vụ mà quý vị ơi, coi hỏi cho mình đây nè, có nhiều người ví dụ anh ba còn vật biết nha, ví dụ quý vị ví dụ có coi kinh nó biết ai biết mà cái bông sen màu gì không, mỗi người ví dụ như được nhận bông sen mà nó kể luôn chuyện đó anh ba thì mới ấn đó. Ở này nó mới có 5-6 tuổi phải không bà? 5 tuổi. Nó ra nó kỳ đó, nó báo mộng lên nó kể bà thì buồn đầu mà nó giải buồn cho bà. Cái bữa đó nó báo mộng cho thằng cháu ngoại tôi á, bắt đầu thức dậy sáng gì đó ông ngoại mẹ con hôm nói là đóng mỏng cái gì, mẹ con á là có cái hoa sen, nhập hoa sen là hoa sen màu trắng nở rồi ngoại ơi, như ngoại đừng buồn đầu nữa, gắn lo tu gắn niệm Phật đi sao gặp mẹ con gỡ không. Rồi cái là nói gì nữa vậy, nếu nói thành ra nếu nhiều thông tin nói mình thành ra hơi lố cái gì, nói ông ngoại có bông sen rồi chưa nợ bà ngoại có thì có trơn thằng cũng đi ngủ vậy. Chỉ có người xem kinh mới biết cái điều này thôi. Phải anh ba chưa tới 5 tuổi sao biết được, làm sao biết nó kể hết trơn. Cái này nè chú ba tóm lại cái khúc đầu á, là mẹ của bé đó là bị tai nạn. Đúng mà tai nạn mà tôi mà gia đình không có thường đó chú ba, đừng cho bà con hiểu. Đúng rồi chú ba tóm đi chú ba. Hôm nay nãy giờ anh Năm chị Năm kể vấn đề về báo mộng, là nãy cái clip trước là Tín Dũng cũng như Châu Phú Nhẫn Nhiên Bà Hùng đó, ba cái clip quay là anh Năm kể là cái chuyện là con gái gả vô trong này 2 cây số, vài cây số là mới đứa con đầu lòng thì bị xe đụng chết mà không thường tiền, cho nên vậy mà lúc sống á, nhỏ đó là ăn chay từ nhỏ tới lớn. Anh kể là nói chung là để thịt cá ở dưới để rau cải lên, mình ăn hết cái phần chai đó mình thấy thịt là nói chung nó lên xa, nó chạy nó đổ bỏ, cho nên sau khi gả nó rồi nó vẫn đi làm từ thiện. Là lúc đây cách đây cả chục năm mà nó đi thành phố, nó qua tổ nấu cơm này tổ nấu cơm kia,
cho nên vậy mà ai có là từ đây tới thiện nghĩa trước đó. À dạ, bà mấy vị bên nghệ sĩ bên như là nghĩa gì bà gì chết trời đâu cũng biết luôn đó. Dạ là Úc Bình Lan. Úc Bình Lan đúng rồi, Úc Lan biết luôn đó. Dạ cho nên từ chỗ đó mà hồi nãy giờ anh chị nói về đề báo mộng, báo mộng tức là con gái thứ hai của ảnh là ăn chay trường, ăn chay trường thứ tư đó, ăn chay trường từ trong bụng mẹ là tới lớn luôn. Khi có chồng thì tham gia tất cả công tác từ thiện, nhưng mà thiện lắm luôn. Là có chồng nhưng mà vẫn đi thành phố đi lãnh tổ nấu cơm, cho nên từ chỗ đó mà bây giờ là em nó báo mộng là cái vấn đề là cần cháu ngoại về, nó nói với ông ngoại bà ngoại á là mẹ đã về Tây Phương ở trong Tây Phương rồi và nói ông ngoại bà ngoại giờ cũng có con sen nữa mà đều còn mất. Gì vậy? Dạ vậy thì chị Năm còn cái chuyện gì vậy lạ nữa không? Còn mà nhiều quên nhiều muốn chuyện lắm. Coi như là hễ lâu lâu ra có cái giấc mộng, mà giấc mộng toàn là khuyến tu không à. Dạ. Mà chẳng những ở gia đình đây, như tu đây nó tiếp xúc nó cho mộng nhiều lần. Bà nãy vậy nè, lâu lâu cái bà buồn rầu gì á, nó khuyên bà mẹ đừng buồn rầu, con này giải thoát, con đang đi học đạo. Bà này thấy luôn hả? Bà kể vô đi đi. Bắt đầu đó là nó cho bà biết ra, nó giờ là nó giải thoát rồi, mẹ yên tâm, mẹ đừng buồn rầu nữa, mẹ ráng niệm Phật đi sau gặp con. Gặp tôi gì? Gặp tôi lỡ mừng, nó cười, nó dáng vui, nó cười nữa. Nó đi học đạo không? Đâu? Có nói học đạo đâu không? Không, nó nói học đạo. Rồi thằng dễ tôi thấy luôn nữa, thằng dễ tôi nó báo mộng cho thằng dễ tôi nữa. Thành ra dễ tôi bây giờ ăn chay trường tu luôn, tới giờ tu luôn nè, ở gì tu luôn nè, giờ anh xui chị xui tôi bây giờ cũng tu luôn, giờ tu gì báo mộng nhiều mộng, mộng là mộng lành không, nó kể toàn là cái trong kinh nó ra không á. Nó khuyến toàn là khuyến tu không, nhiều người đó trong một người đâu. Cháu nội tôi cũng gặp, rồi cũng thị gặp liền liền à. Mới bữa này bà này xuống dưới Cần Thơ một bữa xuất hiện luôn, nó cho gặp luôn nữa nè. Quý vị ơi, ta la nó bị gì à? Con Quỳnh cháu nội tôi cũng vậy, nó kêu á là nó hô tàu gỗ tư đẹp lắm, đẹp luôn mà ngộ ai thấy nó nhìn cũng đẹp nữa. Nói tư đẹp lắm mà tư kêu á là Quỳnh ráng lo tu đi con, sao tu đi sao gặp cô. Ráng lo tu niệm Phật đi gặp cô. Toàn là gặp người nào cũng tu chứ. Bởi vì ngày nó chết tới giờ ha, nhiều người tu lắm luôn. Bởi vì những cái mộng của nó báo ra nó nói toàn là lành không. Tiền tu không nha. Mà theo trong kinh để á, theo cũng có coi cái đoạn mà kinh đó, thì tự do trong nghiệp lành, không tự do trong nghiệp ác. Nếu cái người mà không tội á, người mà đạt nhiều lành rồi á, thì dường như chết là không bị khống chế được cái tự do đó. Có như mình thế gian này mà mình mà làm từ thiện mãn năm công mà đi đâu á, ai cũng bắt bớ đâu. Đi tới xứ nào có bắt bò đi được, phải không? Nó còn cái người mà có tội rồi không thể bị khống chế, nó vậy đó. Là thấy cái theo như cái hiểu tôi là vậy đó. Thành ra nói dường như là cái lâu lâu báo mộng, lâu lâu báo mộng, mà báo mộng toàn là lành không. Nếu mình nói thì cũng kẹt, nhiều khi người ta không biết tôi nói mình cho em mê tín này vô vi cái này kia nọ cũng kẹt, nhưng mà thật sự ra nó đưa tới cho mình đã hiểu tinh tấn nhiều việc lắm luôn, còn nhiều việc nữa. Nó tiết lộ trong gia đình này kia nọ, khuyến tu không, toàn là khuyến tu chứ không có gì mà đợi ra, nó toàn là cái giác không á. Hồi giờ đó dễ tu nó ít ra từ thiện, cái từ ngày mà nó mất tới giờ đó trở ngược, dễ tu giờ từ thiện tinh tấn lắm, nó làm nó lâu rồi giúp đời, nó bố thí rồi đâu như lắm luôn. Chứ con anh theo anh kể hồi sớm là cái vấn đề nó từ lúc lọt lòng mẹ ra là đưa muối nó ăn, đúng rồi, đưa cá thịt nó khóc, không chịu vậy là nó đã có duyên lành, nó có duyên rồi. Nó thật rồi đó. Cho đúng nên rồi. Vậy mà lớn lên khi có chồng nó vẫn tiếp nói con đường làm từ thiện, từ thiện không coi như lâu lâu bỏ nhà đi thành phố vô mấy cái tổ nấu cơm làm việc này việc đó. Cỡ nó nấu cơm thường xuyên ngoài đó, Úc Lan biết chơi thiện nghĩa đó nè. Úc là ở lúc đó nó còn cô gái sao không có chồng nào không đi đi hầu con gái á, gái ha, cũng như con Thủy bây giờ vậy đó. Nó đi mãn năm đi từ thiện cái lắm luôn. Do cái nhân từ thiện nhân đó mà đó. Khi nó có chồng nó chết một cách ngẫu nhiên, chợt có theo Úc Lan hay Úc Lan đi nữa đó, tội nghiệp đó, ông ngoại là Úc Lan thương lắm đó, đi đâu cũng đủ nó đi chân á. Úc Bình Lan ha, Úc Lan mà không đi đâu công chuyện đâu là cho nó hay đi lắm đó, tội nghiệp đó. Chứ thiện nghĩa nè, thiện nghĩa biết con tôi rồi nó nè. Con chú tên gì chú? Nó tên là Ngọc Bích. Nó tên ngoài là Xuyên Em nhưng nó Ngọc Bích. Trong giấy nó là Trần Thiên Ngọc Bích. Ngọc Bích đó. Dạ, còn ở ngoài là tên Xuyên Em. Dạ. Vì bà này hồi xưa á thì thường thường á thì á là
con nhỏ trước nó hơi khó tính, hình da hồi nó mê tín đó, cái kiểu xanh là để cho ta đi xuyên chẳng theo con nhỏ nghĩa dễ, nó thành đi xuyên chị chuyện em, nó có vụ cái giấy trong giấy đó là ngọc bích. Yeah. Thành ra cái nhiệm màu nhiều cái hay lắm luôn, bởi thành ra nó giúp cho cái gia đình tôi đó, thành viên gia đình đó lại thêm tinh tấn, những cái mà nó thực tế quá thực tế luôn, nó ngộ lắm, nó thực tế không à. Thành ra nó, cái trên đường tu mình nó giúp cho cái phần tinh tấn mình nó giữ niềm tin luôn. Bởi vì nó thủy thì nói chung lâu lâu nó về nó báo mộng. Con thủy nhiều. Dạ. Con thủy là nhiều nhất. Hễ lâu lâu con thủy mà không hịch hơi tinh tấn, mà không tinh tấn không ra là báo mộng liền. Đó, nó ngộ cái đó nó tinh tấn nó thương thủy lắm. Nó cái gì cũng nó giúp bằng cách đó, hiện giờ nó tuy nó mất thiệt. Nhưng mà thí dụ như cái con này mà hơi giải đãi hơi rồi bắt đầu là nó báo mộng những cái lần nào đưa lành. Có chuyện buồn gì nó báo mộng. Nó ngộ một cái đó đó. Thì nếu mình nói ra đây nhiều khi nhiều đồng đạo ta nói mình cái chuyện mê tín này kia nọ, thành tôi không dám nói. Dạ. Giấu ít nói ai lắm. Nhưng mà cũng có gì cái đó. Mà thật sự là có thật. Hôm nay mình dám nói. Không, cái chuyện anh chị nói chung là bây giờ trên phim ảnh mình sẽ dễ mình chân tu. Mình kể đây là để cho thế gian biết rằng con người sau khi chết là không có hết. Không hết. Còn nó là không hết là không là coi như là xác mất hồn thì vẫn mất. Thực tế là như vậy đó. Nên hiểu lầm ta nói chết là hết, không phải đâu. Bởi vì cái hiểu biết không mất. Thấy không? Ở tôi nói nãy đó cũng như chìm xuồng này kia mất cái này kia mà ông bác sĩ vẫn là bác sĩ hả? Thì cái hiểu biết bác sĩ. À, hiểu biết kỹ sư hay làm thợ gì đó thì cái đó nó không bình thường nhưng không mất. Khi mà cái thân mà hoại rồi á thì cái đó có vẫn còn. Thành ra trong cái nó như cái sim điện thoại đó. Là điện thoại mất hư, cuối cùng mua điện thoại khác gắn vô vẫn sử dụng bình thường. Đó thành ra cái đời tu mình đâu mất đâu. Nó thành ra cái người mà không hiểu được thì nắm cái tướng. Nhưng mà ta hiểu biết được vừa cái nhờ nương nhà tướng. Nương nhà sự dẫn lý, nương nhà tướng nuôi tâm. Nuôi linh hồn mình đó là thật. À, trong cái giả có thật hết bạn. Ở trong giả thân có chân thân. Thành ra nếu mà không hiểu á thì nằm trên cái vật chất ra ngoài thì nó thiệt. Ở thân là thiệt. Nhưng mà nắm được kỹ rồi đó, trong cái thiệt đó là nó chỉ là cái giả trong tạm thời, nó chỉ là nương tạm thời thôi. Đó, bị việc thân ta còn dài đó mới đây. Của ấy cũng khi tăng cái hiệp. Nếu mà nắm được phần này thì cái của thì nương nhà tạm mượn. Cái thân là nương nhà tạm mượn mà cái linh hồn mới là thật. Cái đó mới là thật nên nuôi giữa bây giờ phân làm hai đi. Nuôi thân phân nửa, nuôi hồn phân nửa. Thấy không? Chứ là một bên thì nó cũng kẹt. Ví dụ như cái là nếu mà tướng không không có tâm không được, mà tâm không có tướng không được. Thành sao hai cái xử lý với viên dung. Tướng tâm nó đồng lợi một thể này gom được chừng nào xong mình trở về cái thật, nó cái thật thì cái tướng nương nhờ tạm mượn đến khi bỏ xác rồi mình không còn biết nếu. Ở đây tạm đóng vai đóng kịch, không có thật. Thì khi là rời bỏ cái xác thì không còn dính líu, không thôi thì nó còn dính, còn tưởng, còn nhớ, còn buồn, còn giàu, còn thương. Nó khi nào mà mình nắm được phần này đó mới nắm được cái thật của nó, chứ không thôi theo mình chạy theo cái giả. Nó dù cuối cùng lại thì nó theo cái giả luân hồi. Nó thành ra muốn khỏi luân hồi thì phải cắt ngang khoảng này khi chết đó. Thành ra vẫn sống bình thường như bao nhiêu người, nhưng mà tâm mình không dính kẹt phải tiếp tục ở vẫn sống bình thường chứ không phản sống đâu. À, vẫn ăn mặc ngủ nghỉ bình thường, nhưng mà trong tâm mình phải nắm được cái phần thật giả, đâu là chân, đâu là giả, đâu là động, đâu là tịnh, đâu nên, đâu hư, đâu tốt, đâu xấu, đâu siêu, đâu đỏ. Chứ không thôi không nắm được thì vô tình mình chạy theo cái dục lạc, rồi chạy theo cái bị mê nhiễm, rồi tới cuối cùng lại nó trở về đường mê, theo đường mê thì luân hồi. Nó thành ra phải nắm được phần này, cắt phần kia. Nó quan trọng lắm. Thành ra chuyện kể của chị năm nãy giờ tôi nhớ đến chùa Hoằng Pháp kể đến chuyện Phật pháp nhiệm màu đó. Có cái bà kia là bà bắt dế rồi bà bán cho người ta cấm câu mấy chục năm. Cái đầu của bà lắc gì là mấy chục năm đó. Đó, nhưng mà nhờ bà niệm Phật nói chung là xuyên suốt mấy năm là cái đầu hết. Đúng rồi. Cho nên tôi suy nghĩ cái vấn đề của mắt của chị á là đi nói đi cái vấn đề tu đình mà tự nhiên mắt mở lạ lùng. Có cái là mỗi lần đi về, đi trên thuyền cũng có hết á, là hiếp lại. Thấy cái đó là đây là cái nghiệp báo là bởi vì con mấy con vật mà chị anh chị bán thuốc sâu mấy chục năm đó. Đúng rồi. Hàng vạn cái loại côn trùng biết bao nhiêu nói
Như vậy giờ nó báo cù, nghe nói đi tu đình, tại vì có quay thần của thầy cho nên vậy mà nó đình lại, cho nên khi về tới nhà là tự nhiên mắt nhắm lại, nó trở lại liền. Cho nên đây là cái vấn đề là cái đây là nghiệp báo rõ ràng. Còn cái chuyện đứa con của anh á, là bị gì anh nói là lúc nhỏ lớn lên là nó ăn muối từ lớn cho lúc có chồng, nó có tâm, nó hồi nhỏ đã là nhiều kiếp trước nó tu rồi, đúng rồi, nó trở lại. Với hơn nữa khi mà nó đã tu ngon mà nó chết một cách bất đắc kỳ tử, mà anh không thường bồi, không gây ra cái vấn đề quán cù, đúng rồi, cho nên cái hồn nó càng nhẹ, đúng rồi. Bây giờ nó siêu thoát về cõi trên, mà siêu thoát về cõi trên tức là có quyền về độ ông bà, cho nên đức thầy cô nói giúp là không mà bố thí thêm nữa, độ cha mẹ, bố thí muốn cho nên cái điều này là nó là sự thật, chứ không phải là chuyện quyền bí gì hết, đại chuyện là mê tín gì đang gì hết. Đó có nhiều người không hiểu rồi, tôi sợ nó mê tín không dám nói. Phải vậy. Thật sự là nó có thật vậy chứ không. Nó giúp cũng nhiều người giác ngộ tu lắm đó, nhiều người lắm đó. Cho nên vậy mà điển hình, nếu trường hợp mà cái chuyện của con anh nếu không sự thật thì nó về nó báo vấn đề là chị Năm với con Thủy lên núi mà thả con chăn, không ai biết mà nó báo. Cái thứ hai là cái vấn đề là thằng dễ anh, tôi thấy nó hổng xin gạo anh vui chống chở, nó vừa còn kẻ đẹp trai mà giữa chợ nó có cái lầu và có cái vựa gạo, mà tôi tới đó hay như tài xế không có đói bụng, nó qua nhà nó mà nó tự động là nó nấu mì cho tôi với tài xế ăn. Cho nên tôi nói giữa chợ đời đẹp trai mà lại có cái tài sản cỡ này là mấy chục đứa vô nó làm vợ cũng được nữa. Mà cái này là nó thấy con anh về báo mộng là nó đã về cõi trời cõi Phật, cho nên nó tin tưởng điều đó, tin tưởng nó ở về trong thân bây giờ nó vẫn tu luôn. Cho nên vậy mà những người là thấy nó, thấy con anh nó nói đạo là người ta tu đều nghe tu ngăn cách hết. Như vậy đây là cái chuyện sự thật, chứ nếu không sự thật làm gì độ được chồng, làm gì độ được ông già chồng, bà già chồng. Tôi nghĩ anh Chú Giê-xu bây giờ là ông trai đó, tới giờ luôn á, người thân là gần 7 năm rồi đó, 6 năm mấy rồi đó. Mà nghe dễ tôi nói hồi đó ảnh ăn đâu được đâu, ăn không được luôn đó. Mà con duyên tới giờ ảnh chỉ được thì mừng lắm đó, tới giờ này đó. Thôi bây giờ hôm nay trời cũng tối rồi, bây giờ cũng cảm ơn anh chị giúp cho YouTube có những cái chuyện hay để tạo điều kiện cho thế gian thức tỉnh, và đồng thời làm theo một ít điều để mong sao vấn đề những người chưa thấy được quyền duy của Phật Pháp, họ tin tưởng vào những chuyện thực tế của thế gian, để họ tin tưởng mà họ lần bước theo con đường của Đức Thầy, Đức Phật để chỗ giải thoát. Và hôm nay cái phim ảnh này nếu anh chị mạnh dạn kể ra đây, nếu có người giác ngộ, tin chắc rằng anh chị sẽ có phước, để cái phước của mình tự tạo và cái phước là trời Phật ban cho nữa, thì cho nên mau đến cái ngày thành tựu đạo quả, nhất là gặp thầy hoặc là được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thôi cũng đại diện xin chân thành cảm ơn anh chị, và cầu chúc cho cộng đồng mạng ai cũng đều sống thức tỉnh tu hành để sớm trở về thượng cổ, sớm trở về Cực Lạc Tây Phương, để không còn con người dấn dương ở trần thế để chịu sanh già bệnh chết, tiền não ưu tư và tất cả những sự biến chuyển ở cõi đời, nào là bơm đạn bệnh dịch đói nghèo đủ chuyện. Cho nên Đức Thầy dặn mình là sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dày gió nhẫn thương. Vậy kính chúc anh chị cũng như toàn thể cộng đồng mạng đều được ai cũng được giải thoát. Đến đây xin hết, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.